Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Quỳnh. Hiện tại mình đang là sinh viên khóa 2 Đại học IDX. Mã số sinh viên của mình là COV020HV20. Và hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp nhé. Đây mình đã tìm ở trên một cái trang ở trên Google bảng cân đối kế toán là gì. Thì cái mục lục người ta đưa ra đó chính là tìm hiểu về định nghĩa này, kết cấu của nó, ý nghĩa của bảng cân đối kế toán, có các nguyên tắc trình bày, vân vân và vân vân. Giải thích ý nghĩa các yếu tố trong bảng cân đối kế toán doanh nghiệp. Đây mình sẽ tìm thử một bảng cân đối kế toán như thế nào. Ví dụ đây là một bảng cân đối kế toán đó, hoặc đây được chưa ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu bảng cân đối kế toán là gì. Là báo cáo tài chính tổng hợp cho biết tổng giá trị tổng quát của giá trị tài sản cũng như nguồn hình thành tài sản của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, 3, 6 tháng hoặc 1 năm. Bảng cân đối kế toán phải thể hiện rõ ràng tài sản cố định của doanh nghiệp là doanh nghiệp có gì, tài sản ngắn hạn là những khoản doanh nghiệp cho nợ, nợ ngắn hạn là doanh nghiệp nợ và phải trả trong một thời gian ngắn, nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu. Thì tài sản thì ở các video trước mình và các bạn đã cùng tìm hiểu rồi, đó chính là sẽ có tài sản hữu hình và vô hình là xưởng, máy móc, nhà đất, vân vân, hoặc là giấy tờ đất, đất đai, quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu, bộ nhận diện thương hiệu, vân vân, đúng không ạ? Tất cả những cái đấy đều được đưa vào tài sản. Và đây, bảng cân đối kế toán sẽ giúp người xem có thể nắm được toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp. Thì như chúng ta đã tìm hiểu thì có phải tài sản phải bằng nguồn vốn đúng không ạ? Cho dù nó có thay đổi thì nó vẫn phải bằng nhau. Thì kết cấu của bảng cân đối kế toán nó sẽ bao gồm tài sản và nguồn vốn. Đó. Đây, phần A tài sản, B tài sản dài hạn. Đây, tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn. Ở bên nguồn vốn sẽ có nợ phải trả ngắn hạn, nợ phải trả dài hạn và vốn chủ sở hữu. Thì cái này mình sẽ không phân tích thêm nữa. Trong phần tài sản, các tài sản được sắp xếp theo trật tự tính thanh khoản giảm dần. Những tài sản có tính thanh khoản cao được sắp xếp ở vị trí đầu bảng và giảm dần khi di chuyển xuống dưới. Trong nguồn vốn được sắp xếp theo tính cấp bách về yêu cầu hoàn trả. Do vậy, các nguồn vốn được sắp xếp theo trật tự từ nguồn vốn nợ đến nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn nợ bao gồm nguồn vốn chiếm dụng và nguồn vốn vay. Có nghĩa là tài sản thì sắp xếp từ tính thanh khoản cao nhất xuống tính thanh khoản ngắn ít. Còn nợ thì những cái gì, những mục nào mà công ty và doanh nghiệp chúng ta nợ nhiều và cần phải trả gấp, phải ưu tiên thì sẽ xếp lên trước. Tiếp theo, ý nghĩa của bảng cân đối kế toán. Đối với phần tài sản, phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. Phản ánh quy mô và những loại tài sản doanh nghiệp cần được tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc hình thức phi vật chất. Đối với phần vốn thì phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản hiện có. Từ đó cho biết doanh nghiệp cần phải trả khoản nợ là bao nhiêu, đồng thời còn cho các chủ nợ biết được giới hạn và trách nhiệm của chủ nợ đối với các khoản nợ doanh nghiệp. Về mặt kinh tế của nguồn vốn thì là cho biết cơ cấu và quy mô các nguồn vốn được huy động và đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, nhà đầu tư có thể đánh giá một cách khách quan mức độ tự chủ tài chính cũng như khả năng chịu rủi ro về tài chính của doanh nghiệp. Được chưa ạ? Và chúng ta sẽ tìm hiểu về trình tự thực hiện lập bảng cân đối kế toán.
Bước 1, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cần được kiểm tra tính chân thật. Bước 2, khóa sổ kế toán để đối chiếu các số liệu với các sổ kế toán có liên quan. Bước 3, thực hiện bút toán kết chuyển trung gian, khóa hoàn toàn số kế toán. Bước 4, thực hiện lập bảng cân đối phát sinh. Bước 5, lập bảng cân đối kế toán. Và bước 6, kiểm tra và phê duyệt. Ở cái công việc này cần đòi hỏi sự nghiêm cái sự theo dõi nghiêm chuẩn chỉnh, không được thực xảy ra sai sót, bởi vì chỉ cần một sai sót thì chúng ta cũng phải làm từ đầu và phải thực hiện lại từ những cái bước kiểm tra cái số kế toán trong quá trình làm việc. Và nếu xảy ra sai sót mà lớn gây thất thoát thì chúng ta có thể vi phạm pháp luật nhà nước. Thì ở dưới này nó sẽ có một cái bảng ví dụ minh họa. Đây, tài sản này, tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn. Dưới này là nguồn vốn, nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn là vốn chủ sở hữu. Được chưa ạ? Số cuối kỳ và số đầu năm, đây là sẽ thể hiện được sự chênh lệch, sự thay đổi của những cái điều khoản, của những cái mục ở trong này. Và khi lập bảng nguyên tố kế toán, chúng ta sẽ dựa theo các cái tài khoản ở trong kế toán, như là tài khoản 313, 330 vân vân. Thì cái đấy mình và các bạn có thể tìm hiểu trong các video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.